Tin giáo phận Bắc Ninh Chuyến thăm viếng của Linh Mục Tổng Thư ký Liên Hiệp Giáo Hoàng Truyền Giáo Hãy ra đi loan báo tin mừng, đổi mới phương thế và sẵn sàng dấn thân trong sứ vụ truyền giáo. Đó là những lời chia sẻ đầy tâm huyết của cha Farizio Macroni, Tổng Thư ký Liên Hiệp Giáo Hoàng Truyền Giáo trong buổi họp mặt với các tu sĩ giáo tỉnh Hà Nội diễn ra tại Trung tâm Mục vụ Giáo phận Bắc Ninh sáng sớm mùng 1 tháng 9, đông đảo quý cha, quý nam nữ tu sĩ, đại diện các hội dòng, tu hội trong giáo tỉnh Hà Nội đã tề tụ tại trung tâm một vụ để chào đón sự hiện diện của cha Fabrizio Meroni. Sau khi lắng nghe những lời mời gọi của cha Fabrizio, các nam nữ tu sĩ tổng giáo phận Hà Nội cũng mạnh dạn chia sẻ những kinh nghiệm truyền giáo của riêng mình. Không chỉ là những thành quả tốt đẹp, mà còn có những e ngại, thách đố gặp phải trên con đường loan báo tin mừng hôm nay. Chuyến thăm viếng giáo phận Bắc Ninh của cha Fabrizio được ghi dấu sâu đậm bởi thánh lễ rửa tội và thêm sức cho hơn 60 anh chị em đồng bào Hờ Mông và Giao tại giáo hội Nà Phật cách tòa giám mục Bắc Ninh chừng 183 km. Hãy giữ lấy những điều tốt đẹp và vững bước theo Chúa trong cậy nơi mẹ Maria. Đó là lời nhắn nhủ của Đức Cha Chủ Trăng Giáo Phận Bắc Ninh Cosma Hoàng Văn Đạt dành cho các dự tòng và cộng đoàn nà Phật khi Ngài chia sẻ trong Thánh lễ.